Quý khán giả bạn đang giữ làn sóng Hồ Việt TV. Tiếp theo sau đây là phần tin quốc tế mở đầu với Julie. Hàng trăm chuyến bay bị hủy khi Trung Cộng ứng phó đợt bùng phát COVID-19. Các phi trường ở Bắc Kinh hôm nay hủy hàng trăm chuyến bay khi các quy định đi lại được siết chặt khắp hoa lục để ngăn chặn các cụm dịch khi thủ đô chuẩn bị tổ chức Olympic mùa đông. Quốc gia đông dân nhất thế giới có số lây nhiễm giảm mạnh kể từ khi dịch bắt đầu mùa xuân năm ngoái nhờ đóng cửa biên giới nghiêm ngặt, phong tỏa và cách ly. Nhưng Trung Cộng này đối phó với đợt bùng phát ở 12 khu vực liên quan đến nhóm du khách, khiến giới chức ra lệnh cho hàng triệu người ở nhà, hạn chế đi lại liên tỉnh và tăng cường xét nghiệm. Số ca mới vẫn thấp hơn nhiều đa số các nước khác, với 48 trường hợp lây nhiễm mới hôm nay, đưa tổng số lên gần 250 trong tuần qua. Nhưng nhà chức trách không mạo hiểm với hàng chục ngàn người ở Bắc Kinh bị phong tỏa sau khi phát hiện một loạt ca lây nhiễm. Nhiều khu vực yêu cầu hành khách trình xét nghiệm âm tính trước khi đến, đặc biệt những người từ các thành phố nơi gần đây ghi nhận ca lây nhiễm. Trong khi giới chức Bắc Kinh theo dõi sát đợt bùng phát ở những khu vực khác, khoảng một nửa tổng số chuyến bay tại hai phi trường chính ở thủ đô bị hủy bỏ hôm nay. Hôm thứ Năm, cơ quan đường sắt ra lệnh cho hai tuyến xe lửa cao tốc đi Bắc Kinh dừng lại và xét nghiệm hơn 450 hành khách sau khi nhân viên được xác định tiếp xúc gần với người nhiễm virus. Lo sợ các đợt bùng phát ở những nơi khác, một loạt thành phố khác cũng siết chặt quy định COVID-19. Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ chính Hắc Long Giang, yêu cầu 10 triệu dân không rời khỏi thành phố và hủy 1/3 số chuyến bay tại phi trường thành phố. Nam Hàn nới lỏng các quy định chuyển sang sống chung với COVID-19. Nam Hàn hôm nay cho biết họ sẽ bỏ quy định giờ hoạt động đối với nhà hàng và quán cà phê, áp dụng passport vaccine với những địa điểm có nguy cơ cao như phòng tập thể dục, tiệm sauna và quán bar khi đất nước chuyển sang sống chung với COVID-19. Giai đoạn 1 sẽ có hiệu lực từ thứ Hai tới và kéo dài một tháng, với kế hoạch bỏ toàn bộ các quy định trước tháng 2. Trong cuộc họp chính phủ, Thủ tướng Kim Bo-kyung có nói là từ ngày 1 tháng 11, chúng ta sẽ thực hiện bước đầu tiên trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cuộc chiến chống coronavirus đã kết thúc, nhưng là một khởi đầu mới. Quyết định trên được đưa ra khi Nam Hàn ghi nhận số ca hàng ngày cao, mặc dù thấp hơn nhiều so với những nước bị ảnh hưởng nặng nhất, trong khi số bệnh nặng và tử vong thì thấp đi. Tuần trước, Nam Hàn đặt mục tiêu chích ngừa cho 70% dân số 52 triệu người, mở đường cho kế hoạch trở lại bình thường. Khoảng 72% dân số đã chích ngừa đầy đủ và chích ít nhất một liều vaccine cho hơn 79.8%. Mặc dù không phong tỏa, Nam Hàn đối phó làn sóng lây nhiễm thứ tư kể từ tháng 7 khi chính phủ ban hành các quy định nghiêm ngặt về tụ tập và giữ khoảng cách xã hội. Và các sự kiện thể thao ngoài trời thì được phép đón 50% khán giả và 100 người có thể dự các buổi hòa nhạc, bất kể tình trạng chích ngừa. Những người đã chích ngừa được phép ăn bắp nổ và uống nước ngọt bên trong rạp chiếu phim. Người dân đến các địa điểm nguy cơ cao như quán bar, hộp đêm, phòng tập thể dục trong nhà, tiệm sauna và karaoke thì phải trình bằng chứng chích ngừa hoặc là xét nghiệm âm tính COVID-19 trong 48 giờ trước đó. Công ty Merck sẽ chia sẻ công thức thuốc chữa trị COVID-19 với các nước nghèo. Công ty Merck vừa cấp phép miễn phí bản quyền sáng chế thuốc chữa trị COVID-19 cho một tổ chức phi lợi nhuận, được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn. Trong thỏa thuận sẽ cho phép sản xuất và bán rẻ loại thuốc này ở những nước nghèo nhất, nơi nguồn cung vaccine vẫn còn khan hiếm. Thỏa thuận với Medicine Patent Pool sẽ cho phép các công ty ở 105 quốc gia, chủ yếu là ở Phi Châu và Á Châu, sử dụng công thức thuốc kháng virus Monopiravir và bắt đầu sản xuất nó. Trong tháng này, công ty Merck công bố thuốc Monopiravir giảm một nửa tỷ lệ giao nhà thương và tử vong ở những bệnh nhân nguy cơ cao, những người uống thuốc ngay sau khi nhiễm virus trong cuộc thử nghiệm lâm sàng lớn. Những nước giàu có như Hoa Kỳ vội vã đàm phán để mua thuốc, nắm giữ phần lớn nguồn cung ngay cả trước khi thuốc được cơ quan quản lý chấp thuận, gây ra lo ngại các nước nghèo không thể tiếp cận loại thuốc này như từng xảy ra với vaccine. Các nhà sản xuất thuốc generic ở các nước đang phát triển dự tính sẽ bán thuốc này với giá $20 một liệu trình cho 5 ngày, so với $712 một liệu trình mà chính phủ Hoa Kỳ đồng ý mua. Các nhà vận động hoan nghênh thỏa thuận mới gửi đây là một bước đặc biệt của một công ty dược phẩm Tây phương lớn. Merck đã tiến hành cấp phép cho 8 nhà sản xuất dược phẩm lớn ở Ấn Độ để sản xuất phiên bản generic của Monopiravir.
chờ cơ quan quản lý cho phép. Nhưng theo Phó Chủ tịch Chính sách Toàn cầu Janelle Krishnamurti của Merck, công ty lo ngại sản xuất chỉ ở một khu vực sẽ không thể bảo đảm tiếp cận nhanh loại thuốc này ở các nước đang phát triển. Bắc Hàn đối diện khó khăn kinh tế và thiếu hụt lương thực trầm trọng. Từ in coupon để thay thế tiền mặt cho đến nuôi thiên nga đen để ăn thịt, thì Bắc Hàn đang buộc phải thích ứng với khó khăn kinh tế và thiếu hụt lương thực khi đóng cửa biên giới, ngăn chặn dịch bệnh kéo dài. Khi mùa thu hoạch sắp kết thúc, thì các nhà quan sát quốc tế cho biết tình hình lương thực và kinh tế tại Bắc Hàn rất nguy hiểm, có dấu hiệu Bắc Hàn tham gia tăng thương mại và nhận cứu trợ nhân đạo lớn qua lối của Hoa Lục. Trong buổi điều trần trước Quốc hội hôm thứ Năm, cơ quan tình báo Nam Hàn cho biết Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un ra lệnh yêu cầu phải giữ gìn từng hạt gạo và dồn tổng lực vào nông nghiệp. Tuy nhiên, cơ quan tình báo nhận định mùa thu hoạch năm nay có vẻ là khá hơn năm ngoái nhờ thời tiết nhiều nắng hơn. Bắc Hàn cũng đang thực hiện với các biện pháp để mở cửa lại biên giới với Hoa Lục và Nga trong những tháng tới. Bắc Hàn thường xuyên là mất an ninh lương thực, và theo các nhà quan sát thì quản lý kinh tế yếu kém trầm trọng hơn vì các lệnh trừng phạt quốc tế, thảm họa thiên nhiên và dịch bệnh COVID-19. Ông Kim thừa nhận tình hình lương thực căng thẳng và xin lỗi vì những hy sinh của dân chúng để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Nhưng ông cũng có nói rằng kinh tế năm nay đã cải thiện, và Bắc Hàn phản bác một báo cáo của các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc tháng này, nói rằng hàng ngàn người có nguy cơ chết đói. Các cơ quan Liên Hiệp Quốc cho hay Bắc Hàn gần đây bắt đầu nhận hàng hóa viện trợ, và thống kê Trung Cộng công bố đã cho thấy thương mại có gia tăng. Tân Chủ tịch ASEAN sẽ duy trì áp lực lên Miến Điện. Bộ trưởng Ngoại giao cho biết Cambodia, chủ tịch sắp tới của Liên hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, sẽ thúc giục chính quyền quân sự Miến Điện đối thoại với phía đối lập, cảnh báo Miến Điện đang đứng bên bờ vực nội chiến. Ông Prak Sokhon cho hay Cambodia sẽ bổ nhiệm một đặc sứ mới phụ trách Miến Điện để bắt đầu làm việc đầu năm tới. Khi Cambodia giữ chức chủ tịch ASEAN, đặc sứ hiện tại, ông Erawan Chusop, đại diện Brunei, chủ tịch ASEAN sắp mãn nhiệm. Ông Sokhon nói rằng ASEAN tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào vấn đề nội bộ của các nước thành viên, nhưng tình hình ở Miến Điện tiếp tục là chủ đề gây ra lo ngại nghiêm trọng. Nó ảnh hưởng tiêu cực đến khu vực uy tín của Hiệp hội và đến người dân Miến Điện. Trong quyết định chưa từng thấy, ASEAN loại lãnh đạo chính quyền quân phiệt Win Aung Hlaing của Miến Điện khỏi một loạt cuộc họp thượng đỉnh trong tuần này. Vị tướng bị gạt ra vì không thực hiện cam kết chặn đứng bạo lực, bắt đầu đối thoại và cho phép cứu trợ nhân đạo cũng như cho đặc sứ ASEAN đến. Ông Sokhon cho biết Cambodia ủng hộ cấm ông Min Aung Hlaing vì chính quyền quân sự không cho ông Erawan gặp gỡ các bên liên quan. Nhưng ông nói rằng thời điểm hiện tại chưa thể xác định có tiếp tục loại trừ vị tướng trong tương lai hay không. Theo hai nhà ngoại giao giấu tên, ASEAN loại trừ ông Min Aung Hlaing để tăng áp lực buộc ông phải cho phép đặc sứ ASEAN gặp phía đối lập. Tổ chức Hồi giáo chuẩn bị diễn hành đến thủ đô Pakistan sau khi cuộc thương thảo rơi vào bế tắc. Một tổ chức Hồi giáo bị cấm chuẩn bị diễn hành đến thủ đô Islamabad của Pakistan sau khi cuộc thương thảo phút chót với chính phủ rơi vào bế tắc. Hàng ngàn thành viên của Tehrik-i-Laba Pakistan, gọi tắt là TLP, từ thứ Sáu tuần trước có tụ tập trên một con đường ở ngoại ô thành phố Lahore, đưa ra một loạt các yêu cầu như trả tự do cho lãnh đạo của họ. Hôm thứ Năm, họ bắt đầu diễn hành đến phía thủ đô sau các cuộc đụng độ với cảnh sát vào tối hôm trước. Phát ngôn viên TLP cho biết là họ bắt đầu diễn hành đến Islamabad. Cảnh sát chặn đường, nhưng người biểu tình sẽ vượt qua. Bộ trưởng Nội vụ Sheikh Rashid đã cho biết là chính phủ thương thảo với TLP, và ông cũng nói chuyện qua điện thoại với lãnh đạo Saad Rizvi của TLP, nhưng không đạt được thỏa thuận. Chính phủ Pakistan đồng ý đa số các yêu cầu của TLP, kể cả phóng thích ông Rizvi, nhưng không đồng ý trục xuất đại sứ Pháp. Ông Rashid tuyên bố nếu TLP không rút lui, họ sẽ đánh chịu hậu quả. Và ông sẵn sàng đàm phán trong những ngày tới với các cuộc xung đột vào tối thứ Tư, làm khoảng 4 cảnh sát và nhiều thành viên TLP thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương. Bộ trưởng Thông tin cho biết là TLP bị xem là nhóm phiến quân và không được phép đến thủ đô, nơi nhiều con đường bị chặn lại bằng container. Ngoài yêu cầu trả tự do cho lãnh đạo của họ và đưa ra khỏi danh sách các tổ chức bị cấm, thì TLP còn đòi trục xuất đại sứ Pháp vì loạt tranh họa, biếm họa về tiên tri
Mohamed của tạp chí Trào Phúng tại Pháp. Anh Quốc dọa trả đũa Pháp vì tranh cãi đánh cá. Anh Quốc cảnh báo Pháp, nước Anh có thể thực hiện các biện pháp trả đũa nếu Paris áp đặt các lệnh trừng phạt như đe dọa giữa tranh cãi gay gắt hậu Brexit và quyền đánh cá. Bộ trưởng Môi trường Anh George Austin hôm nay cho hay London giữ quyền phản ứng với bất kỳ hành động nào theo cách phù hợp với hai bên đối đầu về số lượng giấy phép nước Anh cấp cho tàu đánh cá Pháp đánh bắt trong lãnh hải của Anh. Paris cáo buộc Anh Quốc cản trở tàu đánh cá hoạt động trong vùng biển xung quanh đảo Jersey, một hòn đảo của Anh cách bờ biển Pháp 22 km. Pháp cho rằng hành động của London vi phạm thỏa thuận nước Anh ký hồi tháng 12 năm 2020. Theo thỏa thuận này, tàu đánh cá Liên hiệp Âu Châu muốn đánh bắt trong vùng biển của Anh phải nộp đơn xin cấp phép mới. London có nghĩa vụ cấp phép nếu tàu đánh cá có thể chứng minh họ đã hoạt động ở vùng biển này trước Brexit. Cuộc thương thảo giữa Anh Quốc và Ủy ban Âu Châu về tranh cãi này vẫn đang diễn ra. Hôm thứ Tư, giới chức Pháp cảnh báo Paris sẽ cấm tàu đánh cá Anh vào các cảng của Pháp, tăng cường kiểm tra quan thuế hàng hóa Anh nhập cảng vào Pháp từ ngày 2 tháng 11 nếu không đạt được thỏa thuận trước thời điểm này. Pháp cũng dọa hạn chế cung cấp năng lượng cho đảo Jersey vì bất đồng này. Tranh cãi xấu đi hôm thứ Năm khi nước Pháp bắt giữ một tàu đánh cá Anh vì hoạt động trong lãnh hải Pháp mà không có giấy phép và phạt một tàu khác. Bộ trưởng Ngoại giao Anh triệu tập đại sứ Pháp tại London để giải thích hành động của Pháp trong ngày hôm nay. Dân chúng Sudan tiếp tục biểu tình phản đối cuộc đảo chính. Người biểu tình tại Sudan đã hôm nay tiếp tục thực hiện chiến dịch bất tuân dân sự theo sau các cuộc xung đột chết người với lực lượng an ninh trong các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chánh. Ít nhất 8 người thiệt mạng, 170 người bị thương trong làn sóng biểu tình kể từ cuộc đảo chánh hôm thứ Hai, mà trong đó một người biểu tình tử vong vì bạo lực đêm thứ Năm. Khi mà lực lượng an ninh bắn hơi cay và đạn cao su, tướng Adel Fattah al-Burhan hôm thứ Hai giải tán chính phủ lâm thời và bắt giữ nhiều quan chức hàng đầu. Sudan từ tháng 8 2019 nằm dưới sự cai trị của Hội đồng Phối hợp Dân sự, Quân sự cùng với chính quyền của Thủ tướng Abdalla Hamdok, theo kế hoạch chuyển tiếp sang dân chủ. Ông Hamdok bị quản thúc tại gia trong khi các lãnh đạo dân sự khác bị quân đội giam giữ. Và thủ đô chấn động vì nhiều ngày bạo loạn và các cuộc biểu tình lớn chuẩn bị diễn ra trong ngày thứ Bảy. Ông Burhan tuyên bố quân đội lên nắm quyền không phải là cuộc đảo chánh, chỉ là để sửa lại con đường chuyển tiếp. Hôm nay binh lính từ quân đội và từ lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự tuần tra đường phố Khartoum, thành phố Khartoum North và Omdurman đối diện với thủ đô phía bên kia sông Nin. Phần lớn Internet thì bị chặn và điện thoại bị gián đoạn, đa số các cửa hàng tại Khartoum cũng bị đóng cửa. Nhiều công chức từ chối làm việc cho đến khi mà khôi phục lại chính quyền chuyển tiếp. Bàn thờ dành cho nạn nhân đồng tính của tội phạm thù ghét nhân ngày của người chết ở Mexico. Bàn thờ ngày của người chết dành cho các nạn nhân đồng tính nam nữ lưỡng tính và chuyển giới LGBT của tội phạm thù ghét được lập ra tại Bảo tàng Tưởng nhớ và Khoan dung ở thành phố Mexico hôm thứ Tư. Bàn thờ được gọi là ám ảnh sợ hãi gây chết người, màu sắc làm tổn thương, bao gồm những chiếc sọ sặc sỡ cũng như cắm hoa cúc giảng thọ cầu kỳ, loại hoa truyền thống trong ngày của người chết. Bàn thờ được lập ra giữa thống kê đáng lo ngại ở Mexico về bạo lực đối với cộng đồng LGBT. Theo tổ chức vận động Letra S, trong năm 2019, tổng cộng 117 người đồng tính nam nữ lưỡng tính và chuyển giới bị giết chết ở Mexico, tăng gần 1/3 so với năm 2018, và là con số cao nhất kể từ năm 2015. Hơn một nửa số nạn nhân là phụ nữ chuyển giới, trong khi gần 1/3 là người đồng tính nam. Quyền của người đồng tính nam nữ lưỡng tính và chuyển giới phát triển mạnh hơn ở Mexico, trong đó kỳ thị dựa trên thiên hướng tình dục bị cấm từ năm 2003. Bàn thờ là phần trọng tâm trong các hoạt động trong ngày của người chết ở thành phố Mexico, được xem là cách để tưởng nhớ những người đã ra đi trước chúng ta. SpaceX đưa phi hành gia lên trạm không gian quốc tế trong ngày Halloween. Hỏa tiễn của SpaceX chuẩn bị đưa nhóm phi hành gia lên trạm không gian quốc tế cuối tuần này. Hỏa tiễn của SpaceX sẽ được phóng đi từ bệ phóng 39A ở tại trung tâm không gian Kennedy của NASA lúc 2 giờ 21 phút sáng ngày 31 tháng 10. Hỏa tiễn Falcon số 9 và phi thuyền Crew Dragon có biệt danh Endurance
đã chuyển từ nhà kho tới bệ phóng sáng thứ Tư trước những lượt kiểm tra cuối cùng. 4 phi hành gia trong nhiệm vụ Crew 3 bao gồm các phi hành gia NASA như Rahachari, Thomas Byrne và Kayla Barron, cùng phi hành gia Matthias Maurer và cơ quan không gian Âu Châu, đã tới trung tâm không gian Kennedy vào chiều thứ Ba để kiểm tra hỏa tiễn trước khi phương tiện di chuyển này được di chuyển đến bệ phóng. Phi hành gia Shari cho biết là khi nhìn thấy phương tiện trong nhà kho thì đó là một trải nghiệm đặc biệt. Ông cho biết là ông đã nhìn thấy hỏa tiễn trong nhà kho và chạm tay vào phi thuyền Dragon. Trên Twitter cuối buổi chiều cùng ngày, ông xác nhận hỏa tiễn đã được dựng thẳng trên bệ phóng. Hỏa tiễn Falcon số 9 trong nhiệm vụ Crew 3 này thì có số hiệu B1067 và đã bay một lần trước đây. Tháng 6 vừa qua, hỏa tiễn này từng chở một phi thuyền Dragon khác trong nhiệm vụ đưa hàng hóa lên trạm không gian quốc tế. Và nếu chuyến bay diễn ra thuận lợi, tàu Endurance sẽ ghép nối với phòng thí nghiệm trên quỹ đạo sáng sớm thứ Hai, ngày 1 tháng 11. Và đó đã kết thúc phần tin quốc tế. Một lần nữa, Sốt Phút Thương Mại sẽ là phần tin Việt Nam.